Bây giờ thì chúng ta sẽ test thử với trứng nhá, xem nó như thế nào. Đấy, như vậy là đã xong. Đấy, mọi người có thấy không? Như vậy là lồng trắng và lồng đỏ đã được hòa làm một rồi. Ok, bây giờ thì Hằng sẽ bỏ bột mì vào đây và test luôn với bột mì và trứng nhá. Nhưng mà bột mì ấy thì mọi người lưu ý là mọi người thay cái đầu khuấy này bằng cái loại đầu khuấy này nhá. Bởi vì là nó sẽ chất nó sẽ đặc hơn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.